Thưa quý vị, nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 24 điểm cầu trong toàn quân khu. 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa bàn, quản lý ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và đẩy mạnh phòng chống dịch trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn, hội thi, hội thao chặt chẽ chất lượng, sát với đặc điểm tình hình, đảm bảo an toàn mọi mặt. 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các quỹ, y, ca cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt kết quả cao nhất, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ, tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, xử lý tốt các tình huống quốc phòng an ninh, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch